trói này, nhìn ở con trói, hướng nhìn ở con trói, thì đối diện với cốc sơn này, đây hướng về Phan Đình Phùng này. Địa chỉ là 1111 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, số điện thoại 0903811038. Nay Phan Lợi xin giới thiệu về xóm sơn chuyên đồ thời trang. Ở đây là mình có chỉnh sửa mây đo luôn. Hàng hóa đầy đủ thời trang nam, quần áo hàng Việt Nam xuất khẩu đó. Hàng Việt Nam xuất khẩu, đặc biệt ở đây là hàng Việt Nam xuất khẩu, mẫu mã rất đa dạng, từ nhỏ cho tới big size, từ 50kg cho tới 200kg luôn, từ 50kg đến 200kg luôn, big size đầy đủ mẫu mã, giày dép thắt lưng, số tài khoản luôn. Các bạn nào đó kho hàng từ trong ra ngoài. Ở đây đặc biệt là hàng xuất khẩu chính đúng không anh? Đây đặc biệt anh Sơn là hàng xuất khẩu. Tận trân cho cái quần 89 đưa 99 bán 250 thôi. Đó. Đây này big size nè. Chưa biết đâu, mới có size 40 à, tới size 52 lần. Ồ, quá dữ, quá dữ. Đây có đồ thử đồ luôn nè anh chị. Mẫu mã rất đa dạng. Mới gặp em địa là đúng không? Ủa nãy về đâu thấy? Đây chuyên hàng Việt Nam xuất khẩu.